Ra nhiều hoa gì nhỉ? Vâng, cháu quay ạ. Quay nâng cấp nào? Không dạo lên. Nâng cấp quay. Rồi, các bác nâng cấp ạ. Rồi, 1, 2, 3, du. Rồi, cháu chụp ảnh rồi, ok ạ. Rồi, ok rồi. Bạn nào khó nhờ? Bạn tên là gì đấy? Tên là Tiến ạ. À, Tiến ạ. Tên là mẹ vẫn là xinh gái nhất nhà, vẫn là hoa hậu của nhà. Tiến, cháu đang chuẩn bị. Tí nữa mời các bác và các bà xem cái năm ngoái, rút năm ngoái trên TV. Đâu anh quay thôi, lại chim. Cứ ngồi cho càng vui. Rồi.